Làm thế nào để có thể kinh doanh phòng game và cyber game thành công khi thị trường đã và đang có nhiều thay đổi nhanh chóng? Chào mừng bạn đã đến với Rula Esports và mình là Trang Nhung, phóng viên thường trú tại Rula Esports. Xu hướng nâng cao trải nghiệm người dùng. Để có thể kinh doanh phòng game và cyber game thành công thì việc cung cấp trải nghiệm chơi game chất lượng cao đang trở thành một yếu tố then chốt. Các quán game ngày càng cung cấp các dịch vụ và tiện nghi hiện đại, bao gồm như máy tính và trang thiết bị hiện đại, không gian chơi game thoải mái, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và thậm chí là phải có cả dịch vụ ăn uống. Các mô hình cyber game và mini cyber game đang dần lai với mô hình F&B, giúp cơ cấu ngành game net có rất nhiều sự thay đổi. Các mốc doanh thu và lợi nhuận vô cùng hấp dẫn với người kinh doanh. Cũng chính vì lý do này mà các tập đoàn lớn và công ty lớn đang dần nhảy vào thị trường. Một yếu tố đáng quan tâm thứ hai là thị trường game đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các cyber game mini và các cyber game lớn được đầu tư bài bản. Như chúng ta thường thấy thì các phòng game nhỏ, game cỏ là những phòng game bình dân, có giá lời chơi thấp và chi phí đầu tư rất rẻ. Tuy nhiên, ở các thành phố lớn thì các phòng game này đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các cyber game lớn và các chuỗi cyber game mini đang được đầu tư bài bản. Các cyber game thường có cấu hình máy cao, không gian chuyên nghiệp, dịch vụ đa dạng, thu hút rất nhiều game thủ có yêu cầu cao về trải nghiệm chơi game. Và để tồn tại được ở trong thị trường này thì các phòng game nhỏ phải có những chiến lược kinh doanh hiệu quả và sáng tạo. Một trong những giải pháp hiệu quả ở đây là mô hình cyber game mini. Chúng ta tận dụng ưu điểm của net cỏ và kết hợp với cyber game lớn. Đây là mô hình phòng game có quy mô nhỏ từ 40 đến 100 máy nhưng có cấu hình máy cao và trang thiết bị hiện đại, các dịch vụ và chất lượng tốt. Mô hình này giúp người kinh doanh tiết kiệm chi phí đầu tư, lựa chọn địa điểm linh hoạt và giúp các game thủ có những trải nghiệm tốt nhất. Để có thể thành công trong thị trường game net thì điều kiện thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đó là chuyển từ tự làm tự trông sang một doanh nghiệp nhỏ. Phòng game hay cyber game mini là một loại hình kinh doanh giải trí trực tuyến cho khách hàng. Để có thể phát triển phòng game thì không chỉ cần đầu tư về trang thiết bị, mạng lưới, phần mềm mà chúng ta còn cần phải đầu tư về sự quản lý chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất. Điều này đòi hỏi các phòng game phải chuyển đổi từ tự làm, tự trông sang hình thức một doanh nghiệp nhỏ. Có nghĩa là phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, bố trí nhân sự hợp lý và có các tiêu chuẩn, quy định rõ ràng trong hoạt động. Bằng cách này, phòng game có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút và giữ chân khách hàng, tạo ra lợi nhuận bền vững. Điều thứ tư đáng quan tâm là các giải đấu eSports và các sự kiện đang diễn ra liên tục với quy mô ngày càng lớn. Các giải đấu cấp quốc tế đang ngày càng được tổ chức nhiều hơn, tạo điều kiện cho người chơi có cơ hội tranh tài. Ngày càng có nhiều streamer, game thủ thành công tạo dựng mức thu nhập siêu khủng. Từ đó chứng minh cho xã hội thấy chơi game cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Định kiến xã hội đang ngày càng thay đổi. Rất nhiều bạn trẻ đang dần lựa chọn trở thành streamer, game thủ chuyên nghiệp và quyết định đó là con đường định hướng nghề nghiệp theo đuổi lâu dài. Và một tín hiệu đáng tự hào cho thị trường game net hiện nay đó là sự nổi lên nhanh chóng của các mini cyber game đẳng cấp. Như chúng ta đã nói ở trên, mini cyber game là một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thị trường game net. Nhắc lại thì đây là một mô hình cyber game chuyên nghiệp với quy mô nhỏ và số lượng máy ít hơn so với cyber game. Đây là một mô hình thiết kế theo cyber game chuyên nghiệp nhưng quy mô nhỏ gọn hơn, số lượng máy ít hơn và mang lại nhiều ưu điểm hơn. Như vậy, để có thể thành công trong thị trường game net thì các mini cyber game và game cỏ bắt buộc phải có sự thay đổi và dần trở nên chuyên nghiệp hơn trong thị trường ngày càng chuyên nghiệp hóa. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình là Trang Nhung, phóng viên thường trú tại Rula Esports.